anh chỉ cho mấy cách mà copy USB mà kiểu có nhạc vào trong bàn DJ mà không có thấy có sóng nhạc như nào ấy nhỉ? À, ông về ông tự copy vào là không có sóng nhạc. Vâng, không có. Ờ, chỉ cho em ấy. Thế giờ vào đây chỉ luôn nhá. Vâng. Đầu tiên mình cắm cái USB vào đây này. Cắm vào máy tính. Ok. Rồi. Bây giờ nhá, ví dụ em thích bài nhạc nào này. Anh cứ cho bài bất kỳ đi, bài nào cũng ví dụ nhá, bài I Do nhá. Bài I Do nhá. Chuột phải của nó này. Click vào check là cái tên USB của mình. Rồi. Đấy, thế là cái check này sẽ có trong USB, đợi nó chạy một lúc là được. Còn nếu mà em muốn xếp thành một cái playlist nào ấy thì ấn vào playlist để cho anh này. Tạo playlist cho mới. Ví dụ tên mày là DJ Quang nhá. Quang. Rồi. Xong rồi bây giờ mình sang phần nhạc này. Mình thích những bài nào mình lôi nó vào. Ví dụ như bài này nhá. Vứt vào này. Vứt vào này. Đấy, mình cứ lôi mình vứt vào như bình thường thôi. Đó. Hoặc là những cái mà bạn nào mà mua nhạc của anh mà trên Linh Tải ý, thì anh đã chia playlist riêng ấy, ví dụ như Sở Tài Nam Anh, Sở Tài Nam Việt, Sở Tài Bắc Anh, Sở Tài Bắc Việt này. Thì mình sẽ tạo cái Sở Tài Nam Anh như này chẳng hạn. Tạo một cái playlist tên là Sở Tài Nam Anh. Xong lôi hết các cái nhạc trong cái folder Sở Tài Nam Anh mà hôm nọ anh gửi cho mày ấy. Mày lôi tất mày vứt vào cái folder cái playlist và Sở Tài Nam Anh này thì nó sẽ chạy hết đứng hết ở trong này. Thì bây giờ mình cần chuột phải vào cái playlist đấy, chọn export playlist để cho anh thằng ra cái tên USB của mình. Thì đấy. Chuyển hết ra. Đúng rồi. Thì sẽ chuyển hết ra dữ liệu ra USB và USB sẽ có sóng nhạc. Ví dụ anh vừa xuất cái DJ Quang của mày nhá, xuất này. Đấy, sau khi xuất thì cái phần trăm ở đây nó sẽ chạy. Chạy một lúc nó sẽ đầy. Trong quá trình xuất không rút USB ra nha. Đấy. Sau khi đầy xong mình không rút vội mà mình phải ấn vào cái nút này bên cạnh của nó. Tắt đi. Đúng rồi, để tắt USB ra, rút ra. À. Đấy. À, ấn vào cái phần device thiết đúng bị rồi, này đúng rồi. Rồi, sau đó rút USB ra. Đấy. Bây giờ về nhà cầm về nhà tập luyện tiếp đi. Buổi học hôm nay thế thôi nhá. Ok anh. Buổi sau tiếp tục nhá. Bye bye anh.